Chương trình Kinh tế Nông nghiệp cuối tuần hôm nay sẽ có Bạc Liêu vượt qua khó khăn, xuất khẩu thủy sản vẫn đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ Bạc Liêu tái sản xuất rau màu với nhiều nỗi lo Chủ động giám sát dịch bệnh trên tôm những tháng cuối năm Chăn nuôi heo an toàn sinh học theo hướng hữu cơ, Chuyên mục chuyện nhà tôm tuần này sẽ là hướng dẫn tiết kiệm điện khi nuôi tôm. Hoàng Vĩnh và Hồng Loan rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Kinh tế nông nghiệp cuối tuần phát sóng lúc 20 giờ thứ sáu, phát lại lúc 15 giờ 50 phút ngày hôm sau trên đài phát thanh và truyền hình bạc liêu. Xin kính mời quý khán giả đến với các nội dung đáng chú ý từ chương trình. Thưa quý vị, gần 4 năm trôi qua, từ ngày Ủy ban châu Âu EC áp thẻ vàng cảnh cáo do chưa đáp ứng đủ quy định chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Đến nay Việt Nam vẫn chưa được EC thu hồi thẻ vàng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông thôn vừa cho biết sẽ dành nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho công tác nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy sản. Đó chính là nền tảng để Việt Nam gỡ thẻ vàng IUU. Thực tế, tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, đa số các cảng cá được đầu tư xây dựng từ rất lâu nên thiếu nhiều hạng mục theo quy định của luật thủy sản năm 2017. Hạ tầng cảng cá hạn chế khiến thời gian bốc dỡ hải sản kéo dài. Việc kiểm tra giải quyết hồ sơ thủ tục cho tàu rời cảng cũng như chứng nhận, xác nhận nguồn gốc thủy sản, khai thác, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, sản lượng bốc dỡ tại cảng gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là những hạn chế ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chống khai thác IUU. Ngoài ra trong thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát đã làm 14 cảng cá xuất hiện ca F0 phải dừng hoạt động. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo các địa phương đặc biệt lưu ý vấn đề quản lý ngư dân, đội tàu ngã cá để đảm bảo không để xảy ra bùng phát dịch Covid-19 trong công tác khai thác thủy sản. Trước những hạn chế khó khăn trong thực trạng hạ tầng thủy sản hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ dành nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho công tác nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy sản. Đó chính là nền tảng và là yếu tố quan trọng để Việt Nam thực thi 4 kiến nghị của châu Âu. Thưa quý vị, vụ lúa trên đất tôm năm nay, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu xuống giống 13.500 hecta Thời điểm này, bà con nông dân đang bắt đầu cải tạo đất, rửa mặn, tháo phèn xuống giống. Theo nhận định của ngành chuyên môn, thời tiết năm nay khá thuận lợi để sản xuất lúa trên đất tôm do mưa nhiều từ đầu vụ, độ mặn thấp, thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Đây là ruộng lúa 2 ngày tuổi của ông Nguyễn Văn Thạch, ấp Long Hòa, thị trấn Phước Long. Năm nay, ông canh tác 8 con lúa tôm với giống lúa một bụi đỏ hồng dân. Do thời gian sinh trưởng dài nên ông xả sớm hơn so với các giống lúa ngắn ngày khác. Hiện ông Thạch đang theo dõi giữ mực nước ổn định trên ruộng nhằm tạo độ bám rễ tốt cho cây lúa. À, theo như cái giống lúa này thì mình phải canh khoảng 10 ngày mới 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 cho nước vô được. Tại vì nước mà nó vô đầy quá thì lúa nó lên không được tốt á. Mình cho khoảng lúa lên cao khoảng 10 ngày cả khoảng 7 80 10, cm vậy nè mình cho nước vô là lần từ từ cái mình giải phân mình lót bón lót lần đầu á bị xạ thì tôi bơm ra bơm tôi phơi phơi rồi cái sới rồi cái mình hứng nước mưa mình xúc xúc hai ba lần vậy rồi mình mới xạ vậy nó hạ phèn rồi hạ mặn nữa lúa nó mới lên tốt theo nhiều nông dân thời tiết ngay từ đầu vụ có phần khá thuận lợi giúp nông dân nhẹ khâu làm đất giảm chi phí cải tạo nhằm nâng cao năng suất và chất lượng lúa tôm ngành chuyên môn khuyến cáo bà con cần xuống giống đúng lịch thời vụ đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, trong đó tập trung sử dụng các giống lúa ngắn ngày, chịu được hàng mạng tốt như ST24, ST25, một bụi đỏ, UM5451, UM4900. Lưu ý trong quá trình canh tác, nông dân nên sử dụng các chế phẩm sinh học thay cho thuốc hóa học để bảo đảm môi trường nuôi tôm cho vụ sau. Trong quá trình sản xuất thì bà con cần lưu ý là xuống giống thì đúng theo lịch thời vụ của sở nông nghiệp. Trong quá trình đó là xuống giống thì bà con nên quan tâm đến là vấn đề rửa mặn. Đây là cái khâu quyết định thành công đến cái mô hình lúa tôm. Kết hợp thêm là xới đất và bón dôi Đặc biệt đó là năm nay thì phòng nông nghiệp có ứng dụng cái tiến bộ kỹ thuật mới. Đó là cái chế phẩm vi sinh có khả năng được rửa được mặn trong cái điều kiện năm phần ngàn thì bà con kết hợp với trộn giống để mà mình xử lý mặn thì hiệu quả lại đạt được rất là cao. Thực tế thời gian qua cho thấy sản xuất lúa trên đất tôm không chỉ giúp nông dân tăng thêm thu nhập mà còn tạo môi trường thuận lợi cho tôm nuôi phát triển tốt. Để nông dân yên tâm sản xuất trong điều kiện dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, ngành nông nghiệp đang liên kết với các công ty, doanh nghiệp bao tiêu đầu ra cuối vụ. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, dù gặp nhiều thách thức, khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ngưng trệ, cạnh tranh hoàn hóa toàn cầu ngày càng gay gắt, tuy nhiên lĩnh vực xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn phát triển khá tốt. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm của mặt hàng thủy sản đạt hơn 520 triệu đô la Mỹ, đạt 61% kế hoạch, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020, đây được xem là một kết quả ngoài mong đợi trong bối cảnh xuất khẩu chung đề khó khăn hiện nay do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên việc sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hóa gặp nhiều rủi ro và khó khăn. Chi phí cho hoạt động thương mại gia tăng, thiếu container rỗng, ứ động cục bộ dần tải cho đường hàng không, đường thủy bị thu hẹp, thiếu hụt lao động. Đặc biệt là chi phí phát sinh từ việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, làm giảm năng lực cạnh tranh hàng hóa của tỉnh Bạc Liêu trên thị trường xuất khẩu. Hiện nay, Bạc Liêu có 40 nhà máy chế biến thị sản, công suất thiết kế 180.000 tấn một năm được cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cấp chứng nhận đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm xuất khẩu đi các nước chính như các nước châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc. Có 44 cơ sở thu mua, 62 cơ sở sơ chế nguyên liệu thủy sản và 27 kho bảo quản đông lạnh với công suất hơn 4.000 tấn thủy sản. Thưa quý vị, dịch Covid-19 bùng phát tại thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung đã gây tác động không nhỏ đến đời sống của người dân. Do phải cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đúng thời điểm nhiều loại nông sản đang vào vụ thu hoạch có nguy cơ không tiêu thụ được. Trước thực trạng trên, ngành nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều giải pháp giải cứu nông sản, giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Khu vườn rộng gần 10 hectare với các loại nông sản như mướp, cà, su hào của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết Ngụ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đang tới vụ thu hoạch, nhưng bà lại để già và phải hái vứt bỏ như thế này. Năm nay lùm thì tình hình dịch tới rồi dân tôi không biết bón hết chứ chỉ hứa bỏ chợ không có. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp, vấn đề tiêu thụ nông sản của khu vực chuyên canh nông nghiệp huyện Hòa Vang gặp nhiều khó khăn. Để hỗ trợ cho người nông dân, ngành nông nghiệp huyện Hòa Vang đã linh động thông qua Sở Công Thương kết nối với các đơn vị để đưa sản phẩm vào chuỗi cung ứng mặt hàng thiết yếu cho người dân thành phố trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đến nay, huyện Hòa Vang trung bình mỗi ngày có hơn 2 tấn rau củ các loại được chở đi tiêu thụ. Hiện nay là bà con nông dân chưa cấp giấy được và là hơn có cái chợ là chưa được mở cửa, cho nên có cái lượng rau nó không chưa được bán đi, cho nên là hiện nay là sở tập hợp ở đây thu gom và là chuyển đi các cái nơi khác để giúp cho con nông dân ngành nông nghiệp chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các đơn vị bạn như là ở các quốc quận thông qua các đơn vị bạn thì chúng tôi cũng kết nối bên cạnh việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản hiện thành phố đà nẵng đang tiếp tục kêu gọi đăng ký tiêu thụ giúp người chăn nuôi nỗ lực không để ảnh hưởng đến đời sống và thu nhập của người nông dân nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay trong phần sau của chương trình hôm nay bạc liêu tái sản xuất rau màu với nhiều nỗi lo Chủ động giám sát dịch bệnh trên tôm những tháng cuối năm Thưa quý vị, hiện nay giao thương trong tỉnh Bạc Liêu đã hoạt động thuận lợi hơn rất nhiều so với thời điểm bùng phát dịch Lượng rau cải tại chợ đầu mối và trong đông dân tiêu thụ khá tốt thuận lợi tiêu thụ, nông dân trong tỉnh Bạc Liêu đã cải tạo đất tiếp tục xuống giống vụ rau màu mới. Tuy nhiên, họ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong sản xuất. Theo ghi nhận, nông dân xuống giống chủ yếu là các loại rau màu như cải rổ, hành, hẹ, rau mùi, rau ăn lá. Dự kiến đầu tháng 10 đến tháng 12 sẽ thu hoạch hơn 5.000 hecta, sản lượng khoảng hơn 57.000 tấn. Hiện nay giá nhiều loại rau cải không ổn định, có lúc xuống mức rất thấp, Bên cạnh đó, vấn đề vận chuyển tiêu thụ cũng chưa trở lại bình thường so với thời điểm chưa có dịch, nên đôi lúc cũng gặp khó khăn trong tiêu thụ, đặc biệt là giá chi phí vật tư đầu vào như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đều tăng hơn so với trước, từ 5 đến 19%, nên lợi nhuận nông dân thu được khá bất bền. Thưa quý vị, Tổng cục Thủy sản vừa cho biết, mục tiêu sản lượng thủy sản cả năm 2021 của nước ta là 8,6 triệu tấn, nhưng đến nay mới đạt sắp xỉ 5,7 triệu tấn, còn 2,9 triệu tấn cho 4 tháng cuối năm. Hiện tại, khả năng cung ứng nguồn giống thức ăn vẫn đảm bảo tốt cho việc khôi phục sản xuất ngành thủy sản trong thời gian tới. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, từ nay đến cuối năm 2021, đầu năm 2022, Cục Thú Y đề nghị cơ quan thú y thủy sản các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người nuôi chủ động khai báo tình hình dịch bệnh, diện tích thiệt hại hoặc dịch bệnh, kết hợp với hỗ trợ hóa chất phòng chống dịch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc báo cáo dịch bệnh nhằm giảm đầu mối báo cáo qua cấp trung gian từ xã đến huyện và tỉnh. Một số địa phương trọng điểm nuôi tôm có diện tích tôm bị mắc bệnh nhiều như tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Cà Mau cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát chủ động dịch bệnh kết hợp với kết quả quan trắc môi trường, dữ liệu dự báo thời tiết, thủy văn để cảnh báo nguy cơ dịch bệnh kịp thời và hướng dẫn người nuôi áp dụng biện pháp phòng bệnh chủ động. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, cơ quan thú y thủy sản các địa phương đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người nuôi chủ động khai báo tình hình dịch bệnh trên thủy sản, từ đó đưa ra biện pháp phòng trị bệnh trên tôm trong những tháng cuối năm. Theo đánh giá của Tổng cục Thủy sản về việc sản xuất thức ăn, hiện nay cả nước có 15 nhà máy sản xuất thức ăn đang tạm dừng cho các ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, với công suất hiện tại, thì trong các tháng cuối năm, các doanh nghiệp vẫn có thể sản xuất trên 2 triệu tấn thức ăn để phục vụ chăn nuôi nên vấn đề này không đáng lo ngại vấn đề cần tháo gỡ hiện nay là việc lưu thông giữa các địa phương vẫn chưa có sự thống nhất về quy định chính sách dẫn tới tình trạng người dân doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiến hành thu hoạch và vận chuyển nguyên liệu về nhà máy chế biến thời gian qua tổng cục thủy sản cũng đã đưa ra khuyến cáo cho bà con xuống giống trong tháng 8 năm 2021 nên xuống giống với mật độ thưa kéo dài thời gian nuôi để đạt kích cỡ lớn Mặc dù hiện nay tôm kích cỡ lớn giá giảm xuống thấp, tuy nhiên những giải pháp kỹ thuật bà con vẫn phải duy trì để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho nhà máy chế biến hoạt động liên tục. Thưa quý vị, ở tỉnh Cà Mau, nếu như trước đây trồng rau màu chỉ phát triển mạnh ở những địa phương vùng ngọt, thì thời gian gần đây, ở những địa phương vùng mặn, nhà nông đã phát triển trồng rau màu ngày càng nhiều. Điều này vừa tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, vừa góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình. Trong đó, bí đỏ là loại được trồng phổ biến, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế khả quan cho nhà đông. Năm nay, gia đình ông Hồ Tấn Đạt trồng bí hồ lô và bí đỏ trái to, chứ hơn hai công đức để dày gian lộ. Ngoài bán trái thì bông và đọt bí cũng đem lại nguồn thu nhập. Đầu vụ đến nay, ông đã thu hoạch hơn 600 kg, gồm bông bí, đọt bí và trái bí. Với giá bán mỗi loại đều hơn 20.000 đồng một ký mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Khâu chăm sóc thì nó rất là dễ thôi chứ nó đúng ra nó đi nó nó, nó dễ hơn các cái 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 loại cây trồng cây màu khác. Theo kinh nghiệm của nhà nông, bí là cây dễ trồng, có khả năng chịu hạn tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, ít sâu bệnh, đọt bí, bông bí, trái bí đều sử dụng được. Trái bí bảo quản được lâu nên thích hợp cho nhiều gia đình dự trữ thực phẩm trong mùa dịch. Thời gian qua, dù ảnh hưởng của dịch bệnh, không có thương lấy từ xa đến thu mua như những năm trước nhưng gia đình bà Sang thu hoạch trái đến đâu đều bán hết đến đó. Trồng bí cái, cái vốn nó nhẹ em với lại thuốc rồi mình không có xài nhiêu nữa. Chỉ có xài hơn lúc mà nó còn nhỏ nhỏ vậy đó. Cây hai ba lá đó nó có gầy xuống đó, mình xịt vậy thôi rồi tới chừng. Thời gian qua cũng do tình hình dịch bệnh Covid nên nó cũng ảnh hưởng đến việc mà sản xuất cũng như đời sống của bà con. Toàn quyền Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau hiện có hơn 150 hectare trồng các loại rau màu, trong đó diện tích trồng bí chiếm hơn 30%. Hội nông dân huyện Ngọc Hiển đang tiếp tục khuyến khích nông dân áp dụng đa cây đa con trong cùng diện tích đất canh tác, giới thiệu những loại cây trồng vật nuôi phù hợp dùng đất địa phương, để mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân nhằm góp phần giúp nhà nông sản xuất ổn định, nâng cao thu nhập. Phần tin thế giới hôm nay sẽ có Cuộc đua robot chuyển hàng ở Trung Quốc Nông dân Bangladesh làm cách mạng nông nghiệp nhờ cây trồng chịu mặn Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đang kéo theo nhiều hệ lụy đối với nền kinh tế toàn cầu Tuy nhiên, hình thức mua bán hàng trực tuyến lại đang lên ngôi ở nhiều quốc gia Tại Trung Quốc, để đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng trực tuyến một cuộc chạy đua mới nảy sinh, đó là cuộc chạy đua sản xuất robot giao hàng. Theo ghi nhận, các gã khổng lồ như Alibaba, Meituan hay DJ.com đã bước vào cuộc đua trang bị công nghệ mới, gồm robot và cả thiết bị bay không người lái để thêm kênh tiếp cận khách hàng. Các thiết bị này cũng giúp dịch vụ phù hợp với xu hướng không tiếp xúc trong điều kiện dịch bệnh lây lan. Dù tiềm lực hiện còn hạn chế, nhưng số liệu được tổng hợp từ ba hãng trên cho thấy, đến năm 2022, họ sẽ vận hành khoảng 2.000 robot, tăng khoảng 4 lần so với hiện tại. Điều đó có được là nhờ chi phí sản xuất robot ngày một giảm. Tại Trung Quốc, giao nhận hàng mua bán trực tuyến hiện có giá bình quân 3 nhân dân tệ, tức gần 0,5 đô la Mỹ một đơn hàng. Những người ủng hộ các lợi ích lưu dài của robot khẳng định chi phí giao hàng chặn cuối thấp hơn nhân viên giao hàng. Khi mực nước biển dâng cao, người trồng trọt ở nhiều quốc gia đồng nghiệp phải áp dụng các phương pháp cải tiến để thích ứng với đất mặn. Câu chuyện về trồng cây trên đất mặn trong cách mạng nông nghiệp ở Bangladesh đang tạo ra những tín hiệu rất khả quan. Theo tổ chức phi chính phủ Hà Lan, Kone, 53% diện tích ven biển Bangladesh bị ảnh hưởng bởi quá trình mặn hóa. Đến năm 2050, người ta dự đoán rằng cứ 7 người ở nước này thì sẽ có một người phải di dời do biến đổi khí hậu. Mực nước biển được dự báo sẽ tăng thêm 50 cm so với cùng kỳ, dẫn đến làm biến mất khoảng 11% đất đai của Bangladesh. Tuy nhiên, người dân nơi đây đang tìm cách thích nghi. Sau sự dẫn dắt của một nông dân Hà Lan sáng tạo, người đã phát hiện ra rằng một số giống rau quả có thể sinh trưởng và phát triển mạnh ở đất mặn. Ông đã bắt đầu giới thiệu cho nông dân trong vùng các loại cây trồng chịu mặn. Hiện tại, khoai tây, cà rốt, bầu bí, củ cải đỏ, cải bắp, rau bina Ấn Độ, rau mùi và nhiều loại khác đã được thu hoạch kể từ khi dự án bắt đầu vào năm 2017. Sáng kiến này mở rộng cho thêm 5.000 nông dân khác tiếp cận vào năm 2024. Trong phần sau sẽ có trang nuôi heo an toàn sinh học theo hướng hữu cơ. chuyên mục chuyện nhà tôm tuần này sẽ là hướng dẫn tiết kiệm điện khi nuôi tôm. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều địa phương đã triển khai cấp giống mô hình chăn nuôi heo an toàn sinh học theo hướng hữu cơ trên nền đệm lót sinh học có liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Mô hình này đang từng bước thành công và tạo được sự quan tâm của nhiều nông dân. Hãy cùng chuyên mục Nông nghiệp số tuần này đến thăm cách làm của ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị. Mô hình chăn nuôi heo an toàn sinh học theo hướng hữu cơ đảm bảo an toàn dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tại mỗi điểm, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị sẽ triển khai nuôi 42 con heo ở khu vực đồng bằng, còn vùng núi là 30 con. Đây là giống heo ngoại từ tổ hợp lai ba máu Landray, Yorkshire và Duroc, có năng suất chất lượng cao, được nuôi phổ biến ở nhiều quốc gia khác. Để triển khai mô hình, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện cho các cán bộ vùng đồng bằng và 70% kinh phí cho các hộ miền núi áp dụng quy trình chăn nuôi heo sinh học đảm bảo an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Quy trình chăn nuôi heo thịt an toàn sinh học theo hướng hữu cơ, từ khâu cải tạo làm mới chuồng trại, làm đệm lót sinh học, phối trộn thức ăn, ủ thức ăn, chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh phòng bệnh cũng được hướng dẫn tỉ mỉ. Từ nay mục đích của mô hình là để cho bà con nông dân nắm vững được cái chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, sạch bệnh, để đánh được cái chất lượng của cái, cái sản phẩm đồ ra. Rõ ràng việc triển khai mô hình này sẽ giúp quản lý tốt dịch bệnh, xây dựng vùng an toàn dịch, góp phần khôi phục sản xuất, phục vụ việc tái đàn heo sau dịch tả heo châu Phi. Đây cũng sẽ là các điểm làm cơ sở tập huấn, nhân rộng mô hình, giúp các hộ làm quen với những phương thức chăn nuôi mới, liên kết sản xuất ra sản phẩm an toàn, nâng cao thu nhập. Thưa quý vị, đối với các hộ nuôi thủy sản, việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả sẽ giúp nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời giảm áp lực về cung cấp điện thông qua giảm sản lượng điện tiêu thụ. Vậy làm cách nào để giảm điện tiêu thụ khi nuôi tôm? Xin mời quý vị khán giả cùng đến với tiểu phẩm Tiết kiệm điện khi nuôi tôm trong chương trình ngày hôm nay. tức quá trời tức nè đang tức chị kêu chị đi đâu mà chị qua nhà tôi rồi chị 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 than thở thấy ghê vậy chị sợ tôi mượn tiền hay gì tiền còn gì đâu mà mượn trời ủa sao sao vụ gì cái gì mà tức nói tôi nghe bây giờ đang muốn nói nhiều chuyện á nhưng mà cái cục tức nó đang nghẹn nghe họng nè không có nói được cái ao tôm nhà chị mùa này trúng quá trời hốt bạc quá trời sao mà còn tức tôm á thì thu hoạch được ok ừ. nhưng mà điều á là cái chi phí cao quá chú ơi chi phí nói chung là bây giờ tức lắm tức lắm Ủa, bình thường là cái chi phí á là nó nằm ở trong cái sự tính toán từ trước rồi mà có gì đâu mà tức mà bất ngờ biết là như vậy nhưng mà nhìn cái tiền điện ta nói trời đất ơi, nhìn nhìn cái tiền điện thôi là không thể nào mà kìm lòng được luôn á phải chi mà mình mình giảm được một một chút cái chi phí tiền điện xuống thôi ha là coi như là mình dư ra được một cái số đáng kể luôn á nãy giờ là chị tức chị nói vòng vòng là chị tức cái vụ mà sử dụng điện không hiệu quả đúng không chị không biết cách tiết kiệm điện đúng không chứ còn cái gì nữa. Trời đất ơi, mấy cái vụ này thì chị hỏi tôi đi. Nhà mình sát kế bên nhau sống qua hỏi tôi. Thì sáng bữa nay tôi qua là tôi hỏi chú luôn là bây giờ chú có cái biết cái cách nào mà để gọi là giảm cái tiền điện xuống chú chỉ tôi với chứ. Cái này đơn giản. Tôi cũng đi hỏi mấy chỗ rồi đó mà anh ta cũng như tôi à. Rồi rồi cái này tôi biết, tôi chỉ cho chị. rành à. rọt luôn. Cái việc mà sử dụng điện an toàn và tiết kiệm một cách hiệu quả. Thứ nhất á là chị giảm được cái cái tiền đầu tư ban đầu, rồi, biết. rồi nâng cao cái sức cạnh tranh về giá của sản phẩm, biết đúng không? Ừ. Rồi bên cạnh đó là mình giảm được áp lực cung cấp điện thông qua cái việc mà giảm cái lượng điện mà tiêu thụ đi mỗi ngày. Nhiều bà con nông dân ở trong vùng nhà mình á, là họ không biết cách tiết kiệm điện như là chị vậy đó, không phải mỗi gia đình nhà chị đâu. Nghe chú nói cái vụ mà xài điện mà vừa tiết kiệm á ha, giảm ừ. được tiền mà an toàn nữa là chị khoái rồi đó ha rồi <laughs> đó. Nhưng mà chú chỉ cho chị đi để chị áp dụng cho mấy mùa sau chứ đâu phải mình xong cái này là mình ngưng luôn đâu chú. Nhớ cho kỹ nha, tôi chỉ rành trọt luôn. Áp dụng đối với mô hình nuôi tôm thâm canh à. hay là nuôi tôm công nghiệp á, chị nhớ chị uh, sử dụng uh, dùng những cái kỹ thuật nuôi mới á để tránh cái việc mà thay nước thường xuyên. Ừ. Rồi, giảm cái mật độ nuôi tôm xuống đặc biệt là với con tôm sú chị giảm 20 con cho một mét vuông xuống còn 10 con cho tôi à. với tôm thẻ chân trắng á, thì chị giảm xuống dưới 100 con cho một mét vuông là hợp lý thứ nhất á, là nó giảm đi cái phát sinh bệnh trên con tôm cái này biết rồi thứ hai nữa là cái tiền đầu tư cho cái dàn quạt rồi, thời gian chạy quạt nó cũng giảm luôn từ đó tiết kiệm được mớ tiền điện rồi nói chung là cái gì nhiều quá thì cũng không tốt phải không chứ đúng rồi tôm mà từ một tháng tuổi đến khi thu hoạch á à. là mình cần có thời gian sử dụng quạt khác nhau nữa rồi, rồi mình nhớ sử dụng những cái loại động cơ điện mà có hiệu suất cao rồi có chứng nhận tiết kiệm điện ở trong đó bên cạnh đó nha Chị nhớ là thêm cái vụ là kết hợp với hệ thống bơm thổi khí để mình giảm cái thời gian chạy quạt nước trong ao tôm đặc biệt đó là, là trong giai đoạn cuối <laughs> nói về mấy cái chuyện điện này là coi như là chị bó tay rồi không có biết cái gì hết trơn luôn á ừ. sẵn hôm nay qua wow, có chú ba thấy chú ba cũng rành rẽ quá ha sẵn ừ. chú ba chú ba chỉ dùm chị để cái mùa tới á là chị phải áp dụng liền chứ mình đâu phải là bây giờ là mình xong đâu mình còn mấy mùa sau nữa chứ rồi 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 sẵn sàng luôn ha sẵn đây á tôi chỉ cho chị thêm vài cái chị nhớ lắp đặt cái tụ bù điện á ừ. gần cái động cơ điện thứ nhất là nâng cao hiệu suất sử dụng điện thứ hai nữa là nó tránh thất thoát cái việc mà cái điện năng nó chuyển cho dây dẫn á nó ừ. chạy đi tùm lum tờ á xong rồi lúc à. đó chị tốn điện ha ồ oh, bởi vậy, vậy kiến thức về điện cộng với cái nghề nuôi tôm của chú ba là coi như phải nói là số 1, số 1 nha hạng nhất không, luôn không có không có chị ơi chẳng qua là em tìm tòi học hỏi ở trên sách uh, báo với lại coi ở trên tivi á học hỏi được chút kinh nghiệm rồi rồi còn gì lưu ý nó chỉ tôi luôn nha còn còn, chị cứ yên tâm chị nhớ là nhà chị sử dụng đèn sợi đốt rất là nhiều mấy cái đèn đó nó tốn điện dữ lắm ha hay là mấy cái đèn huỳnh quang mà kém oh. chất lượng Đèn compact kém chất lượng chị bỏ hết đi. Mấy cái đó nó tốn điện dữ lắm. Thay vào đó mình sử dụng mấy đèn compact mà có, có ghi dòng chữ là tiết kiệm điện hay là đèn à. led đi. Nó nó hiệu quả hơn nhiều. Chú nói tôi mới để ý đó, trước giờ là tôi đi là giống như kiểu thấy là mua đại thôi cho nên là vừa kém chất lượng mà vừa không có tiết kiệm điện nữa hả chú? Đúng rồi, chính xác là như vậy. À. Ừ. Bên cạnh đó chị nhớ kéo và lắp đặt dây dẫn từ cái công tơ điện tới cái phụ tải á à. bằng cái dây nóng và dây trung hòa. Nhớ lắp đặt mà xây dựng cái trụ đỡ bê tông ha nhớ bằng bê tông nha à. để cho nó cứng cáp và đàng hoàng chú nói tới đâu là tôi thấy tôi sai tới đó luôn á hồi ừ. trước giờ là tôi cái cái ao nhà tôi đó là tôi lấy mấy cái cây cái tre cái xào đó rồi cắm vô vừa không có chắc chắn mà nó vừa ha nhìn nó lỏng lẻo nói chung là thôi 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 để đợt này tôi về tôi thay đổi chứ nhìn nó kỳ lắm chú ơi rồi rồi còn cái cuối cùng nữa chị nhớ giùm tôi đó là chị nhớ sử dụng cái biến tầng á ha để à. nâng cao hiệu quả công sức sử dụng điện của mấy cái động cơ điện đặc biệt là cái động cơ quạt nước á nha Ha, rồi nhớ sử dụng cái dây dẫn có chất lượng một tí để nó tránh giảm cái sụt áp ở trên dây dẫn để cho cái động cơ nó hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả, tiết kiệm điện rất là nhiều. Thôi sẵn yeah, chú Ba biết nhạy rành quá chú Ba qua chú Ba giúp giùm tôi một cái nha. Mà khi nào chỉ cần vậy? Bây giờ luôn, liền luôn đi chứ khi nào nữa. ồ thôi, không cần để ngày mai nữa bây giờ làm liền đúng không? Đôi, rồi rồi tôi đi với rồi, chị rồi, luôn. Rồi rồi, cảm ơn chú Ba nhiều nha. Qua tiểu phẩm vừa rồi, chúng tôi hy vọng bà con nông dân sẽ có thêm những kiến thức bổ ích để ứng dụng, tiết kiệm kha khá chi phí sản xuất cho gia đình. Kính chúc cho quý bà con sẽ có thật nhiều sức khỏe, đặc biệt là luôn quan tâm đến quy định 5K của ngành y tế trong tất cả các hoạt động để sớm cùng cả nước đẩy lùi đại dịch Covid-19. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Mời góp ý khán giả có thể gọi về đường dây nóng. 02862723288 hoặc gửi thông tin về email kinh tế đồng nghiệp cuối tuần a vòng com hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau trên Đài Phát Thanh và Truyền Hình bạc liêu. Xin kính chào tạm biệt.